thì đừng nói tiếng biệt ly cho lòng anh tan nát, đừng khóc nữa em ơi. Dần biết giờ đây chúng ta mỗi người mỗi ngã, nhưng không bạo lực nào ngăn được tình yêu ai ta trọn đời chúng tôi. Dù cho xa cách đôi nơi mà lòng không thay đổi, dù cho bão tố phong ba không lại chuyện được tình ta, thì đừng nói tiếng biệt ly cho thêm đứt đoạn. Bây giờ chắc tôi mời quý đồng đạo cùng thưởng thức những lời tâm tình của những người em ở tại quê hương, những người bạn quá là dễ thương. Rồi, rồi Thanh Hoài, bây giờ xin phép ha, xin phép, xin phép vào với gia đình.